nhà em nuôi một đàn gà chúng thường đi bộ từ nhà ra sân những hôm mưa gió ngoài sân chúng lại đi bộ từ sân vào nhà bố em muốn thịt đàn gà chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân nhưng mà em đứng ở sân đàn gà lại chạy từ sân vào nhà Nói chung là cả đàn gà Chạy đi chạy lại Giữa nhà và sân Thế rồi chúng đứng phân vân Không biết nên chạy Ở sân hay nhà Tội thay cho kiếp đàn gà Chạy đi chạy lại Hết bà Thanh Xuân Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp đàn gà nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi tôi đấm cho mới nhát rồi. Tôi thật. Phải...